Từ lúc Apple ra mắt Pro M2 và M2 ở năm 2023, đã có rất nhiều thông tin cho rằng là tốc độ đọc SSD ở trên những chiếc ổ bản 256M2 có cái tốc độ đọc chậm hơn so với cả thiết bị tiền nhiệm. Vậy thì cái yếu tố này có ảnh hưởng đến nhiều cho công việc của mọi người hay không? Hay là nó có đáng để quan ngại hay không? Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Mình là Trường, đây là Mark One. Bắt đầu thôi. Và hôm nay hai đối thủ của chúng ta sẽ là MacBook Pro 2020 bản 8256 và E022 bản 8256 luôn. Và mình sẽ có hai bài test cho hai chiếc máy này để xem là tốc độ đọc ổ cứng của nó sẽ đến đâu nhé. Đầu tiên hãy bắt đầu với cặp Pro M1. Ok, bài test đầu tiên chúng ta hãy thử test về tốc độ đọc viết ở trên ổ cứng SSD này nhé. Đầu tiên mình sẽ thử với cả một cái ứng dụng, đó là Blackmagic Speedtest. Đây sẽ là một cái ứng dụng để chúng ta test được về cái việc đọc viết trên ổ cứng. Rồi ok, kết quả. Ở bên trái này chúng ta sẽ có phần viết và bên phải chúng ta sẽ có phần đọc. Bắt đầu test luôn nhá. Mình sẽ test 3 lần cho cả hai chiếc máy để cho ra một cái kết quả gọi là khách quan nhất cho mọi người. Bắt đầu luôn nhá. Về tốc độ viết của nó sẽ là 2354 MB/s. Còn tốc độ đọc sẽ là 2924 MB/s. Ở lần test thứ hai nào. Lần test thứ hai thì sẽ là 2407 MB/s. Tốc độ đọc sẽ là 2918.6 MB/s. Cũng không có chênh lệch nhiều so với lần đầu tiên. Lần thứ ba thì sao? Nó vẫn sẽ loanh quanh khoảng 2300-2400 mọi người ở tốc độ viết, còn tốc độ đọc sẽ lên là 2928 MB/s. Ok, đó là về Pro M1. Và đối thủ tiếp theo của chúng ta, MacBook M2. Để xem là với bài test này thì MacBook M2 sẽ thể hiện như thế nào nhá. Bắt đầu thôi. Có thể thấy được cái tốc độ của nó đã chậm đi rõ rệt so với cả MacBook Pro M1. Ở tốc độ viết trước đi, tốc độ viết của nó là 1568.9 MB/s. Còn tốc độ đọc chỉ là 1501 MB/s thôi. Rất là chậm so với cả Pro M1. Nhưng mà mới lần đầu mà, để thử xem hai lần tiếp theo thế nào nhé. Lần tiếp theo này 1608 và 1511. Có thể thấy là gần như là vẫn giống như cái quả lần đầu thôi. Và đúng thật sự là cái SSD ở trên M2 này chậm hơn khá là nhiều so với cặp Pro M1. Và nốt một lần nữa để cho nó công bằng đi. Kết quả vẫn thế mọi người, nó vẫn ổn định ở cái mức tầm 1.500, hơn 1.500 một chút. Cả bên đọc và bên viết đều như vậy. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự khác biệt rõ rệt ở trên cái bản ổ cứng 256 trên chip M2 so với cả M1. Ở đây mình đã có tính toán thì có thể thấy được rằng là cái tốc độ xử lý của bản M2 này nó chỉ được khoảng 66% ở tốc độ viết so với cả bản M1. Còn về tốc độ đọc thì sẽ đạt được khoảng 51% so với cả bản M1. Như vậy là đã khá là chậm rồi. Mình thấy có vẻ là cái sự chênh lệch rất là nhiều. Và chúng ta hãy qua ngay bài test thứ hai để xem cái sự khác biệt nó đến đâu nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test tiếp theo. Lần này thì mình có ở đây một chiếc ổ cứng tốc độ đọc SSD luôn. Đây. Và một cái cáp chuyển đến từ Ugreen. Chiếc cáp chuyển này thì hiện tại ở Mark One đang có bán nhé. Và tất cả các phụ kiện ở Mark One hiện tại đang có giảm giá 10%. Nếu như mọi người có quan tâm thì hãy lựa ngay một sản phẩm cho mình nhá. Rồi, đối với bài test này thì mình sẽ chuyển 100GB dữ liệu từ trong chiếc ổ cứng này ra, truyền vào trong máy và để xem mất khoảng bao nhiêu lâu thì cả hai máy này sẽ có thể xử lý được 100GB dữ liệu này. Bắt đầu ngay với cặp Pro M1 nhá. Cắm ổ cứng này. Ok, ổ cứng đây rồi. Chọn. Mình đã có sẵn một cái file test SSD ở đây. Mình sẽ chuyển nó vào máy. Hiện tại ở vị trí này nó vẫn đang ở trong ổ. Mình sẽ cho nó vào cái chỗ tài liệu này. Coi như là chuyển vào máy. Và chúng ta sẽ để xem mất khoảng bao nhiêu lâu thì cái 100GB này sẽ được truyền vào máy nhé. Được rồi, 4GB nữa. Năm giây. Và xong rồi. Ok, xong rồi. Tiếp tục chúng ta vẫn sẽ sử dụng ổ cứng của Samsung và cáp chuyển từ Ugreen
vẫn sẽ là những cái phụ kiện như bên đây. Và tiếp tục với cả bài test 100GB giống như là ở trên Pro M1. Ok. Đây. Và mình vẫn đang sử dụng cái file là test SSD này nhá. Chuyển vào trong phần tài liệu này. Thấy như là đến gần càng gần cuối thì có vẻ càng chậm đi thì phải. Oh, trời ơi, không thể hoàn thành thao tác biểu tượng ở đây, nhưng mà thôi không sao. Còn đối với bài test thứ hai ở trên M2, tốc độ xử lý là 420 giây, tức là khoảng hơn 7 phút, còn ở trên Pro M1 chỉ là 325 giây, tức là hơn 5 phút một chút. Như vậy có thể thấy được rằng là 256GB SSD ở trên M1 nhanh hơn khá nhiều so với cả 256GB SSD ở trên M2, nhưng mà chúng ta có thể thấy được một cái điểm, đó là với hơn 6 phút thôi mà chúng ta có thể truyền được hơn 100GB dữ liệu vào bên trong cái chiếc M2 như thế này, là một tốc độ rất là nhanh nếu mà so với cả những chiếc laptop bình thường. Chỉ có chăng là chúng ta có thể được cảm thấy là chậm hơn so với cả M1 thôi. Nhưng mà với khoảng 85 giây như thế, hơn 1 phút, thì mình cảm thấy rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái công việc bình thường của mình. Mà vốn dĩ những người chọn, những đối tượng mà chọn những cái bản 8256, những đối tượng mà chọn những cái tốc độ đọc của cực chậm như thế này, thì thường là những người làm văn phòng. Và họ cũng không có quá là để ý và cũng không cần gấp gáp quá thời gian cho cái việc là mình phải có thật là nhanh cái tốc độ đọc và tốc độ xử lý như thế. Vậy nên nếu bạn đã có một kinh tế vừa phải thì lựa chọn bản ổ 256 vẫn là lựa chọn rất là tốt đấy nhá. Còn nếu như kinh tế rộng hơn thì hãy lựa chọn 512 như là một sự lựa chọn tốt hơn cho mọi người. Nếu như mọi người có ý kiến gì hãy để lại bên dưới phần comment nhá. Và nếu thấy video này hữu ích hãy để lại nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.